nào. Hey, và hôm nay phải không tất cả anh em, những senpai đây, và chào mừng anh em đến với Joseph and Beach. Trời ơi, sao mình thấy cái bài nhạc này cứ hay hay thế nào ấy. Được rồi, thì chúng ta lại qua một series mới phải không? Thì mấy bữa giờ cứ chơi toàn game là gì mà đau não ghê. Chơi xí là ngồi khóc, chơi xí là ngồi buồn, đậu không? Được rồi, thì kênh Dũng Senpai sẽ chuyển qua thế loại game nhạc cho vậy cho nó vui vẻ. Bữa giờ là buồn suốt đấy ạ. Được rồi, thì Just Shape and Beat nghĩa là hình ảnh và âm thanh, có vẻ như vậy. Giai điệu á, tức là hình khối và giai điệu. Được rồi, thì nghe nói là cái game này rất là khó và rất là nhiều bản. Thực sự là sau 2-3 series trước thì xong thì có rất là nhiều người muốn mình chơi tựa game này. Và mình cũng vừa mới biết thôi. Và anh em biết là mình thanh niên chuyên chơi mấy cái game mắc ức chế, mắc khó rồi đấy. Và có lẽ là game này cũng là một trong những game rất là khó. Được rồi, không nói nhiều nữa. Let's go, và chúng ta sẽ chơi phần chơi story nha anh em. Phần chơi gọi là chắc là hay nhất của game này. Story, my god. Let's go. Wow. Mình là một thanh niên chuyên nghe nhạc EDM luôn. Gọi là những bài nhạc hiện đại á. Wow. Vậy là chúng ta sẽ điều khiển cái hình hộp vuông này bằng các phím lên xuống trái phải thôi, không phải điều khiển bằng chuột đâu nha anh em. Và có vẻ hơi cấn xí. Ok, còn phím nào nữa không? Wow, được rồi, dash. Thì đây là ấn kết là nó bay đi một đoạn rất là xa. Được đấy. Được. Quả này thì né cũng hơi bị dễ nha. Ok. Có cái gì đây, chúng ta đi vào đây thử. Oh. Yeah. Chắc chắn là chúng ta không nên chạm vào những cái màu đỏ kia rồi. Đi vậy. À, hiểu. Ok. Kiểu như ấn đi vào cái chỗ này là chúng ta sẽ đổi màn. Damn. Thích cái nhạc kiểu này vãi. Ấy. À, súng vít mất máu. Ok. Ok. Rồi, hiểu. Có mấy thanh màu đỏ kìa. Chắc chắn chúng ta sẽ phải né mấy cái thanh màu đỏ ra rồi. Ờ, đi qua. Ui, nguy hiểm. Rồi. Khá khó. Đấy, qua được này. Di chuyển nhanh là qua được này. Vẫn chưa phải là mức khó đến ức chế này mà. Nhưng mà chúng ta chỉ mới chơi cái gọi là cái ván đầu tiên thôi. Còn nhiều thứ để bàn lắm. Sau này còn ức chế dài. Gì nhỉ? Thời gian. Có bao nhiêu máu nhỉ? Tức là mình chạm vào mấy cái thanh đỏ này bao nhiêu lần thì mình mới hẹo. Xem như là chúng ta vừa bị mất 1/4. Đây là 4 mạng á. 4 mạng là cũng hơi bị nhiều ấy. Trong một tựa game mà đòi hỏi kỹ năng cao ấy. Ấy, tôi chạy đi đâu đây? Oh my god, this is so good. Anh phải trưởng. Ê, nhưng mà tôi không có chỗ nào kiểu là để đi vào hết. Bây giờ nãy thư giãn mà lại vừa phê tay nữa. Nghe rất là nhiều bạn nói là game này sau này sẽ có rất nhiều bài cực hay luôn. Rất là tò mò những bài sau nó sẽ là kiểu như thế nào. Và thực sự là rất là thích chơi những cái kiểu game như này luôn. Ủa, đây là màn mới à hay gì? Tức là chúng ta sẽ đi theo một cái đoạn đường đã mở sẵn. Chrono.
Spotify. Damn. Oh. Oh my, cái bài này hay vãi chưởng. Oh my god. Rồi. Wow. Rồi, mình sẽ chơi từ trái sang phải nha anh em, chơi theo chỉ dẫn luôn. Mẹ không. Ok. Ok, Kronos. Oh my man. Có cái thanh gì ở trên đầu mình kìa. Thực sự anh em đang gợi ý cho mình một cái game mà nó hay vãi cả trưởng. Bảo sao tựa game này được đánh giá cực kỳ tích cực trên Steam luôn các bác ạ. Cảm ơn rất nhiều những người đã gợi ý cho mình tựa game này. Thôi. Khó đấy, khó đấy. Khó đấy. Cao sao này. Ui. Pha, còn một mạng nữa. Đang máy nghe nhạc. Nhạc hay quá. Nhạc hay quá mà. Ôi. Fuck no. Được rồi, được rồi. Bây giờ tập trung chơi nhỉ. Nãy giờ là mình chơi chưa nghiêm túc lắm đâu. Đang nghe nhạc thôi. Mình chơi nghiêm túc. Cái này easy. Chưa à. Kinh. Easy hả? Nhạc này mà ra quỷ đen thì thôi. Quá phê. Oh shit. Có rất là nhiều, có rất là nhiều thanh chủ nhật rất là bự này. Tìm mấy cái chỗ nhỏ nhỏ mà đứng thôi. Nguy hiểm không? Ây da. Một mạng nữa. Khó đấy, khó đấy. Qua rồi. Oh my man. Bắt đầu cảm thấy là cảm thấy khó rồi đó. Lại còn boss fight nữa. Cái gì đây? Ôi, cái bài tôi thích đây nè mà. Trời, hay vãi cả trưởng. Có mấy mức gì đấy nhỉ? Như kiểu là mấy mức chọn độ khó vậy ta. Let's go. Không thể đợi được nữa. Như kiểu là những mức độ khó nhỉ. Có phải là chúng ta chơi xong mức này nó sẽ chuyển lên mức trên không? Easy hả? Hình như là chúng ta vẫn chưa gặp boss các bạn ạ. Chán ơi. Đây vẫn chưa phải là tựa game khó nhất mình từng chơi đâu. Còn nhiều game kinh khủng lắm. Oh my god. Whoa. Ảo diệu nè, phải nói từ là ảo diệu. Ý mình là nhạc ấy. Tôi chưa chơi một cái game nào mà nhạc nó hay như vậy. Nhà sản xuất cái game này làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Về và chơi ngay thôi, còn gì nữa anh em. Mà game phải mua đấy nhỉ. Mua 180 mấy k lần ạ.
Damn. You're awesome. Ơ, hai mức à? Là sao nhỉ? À, cái này là sao nhỉ? Có ai biết cái này như nào không? chửi mình luôn. Damn. Ở đây là màn cuối rồi nè. Được rồi, thì có lẽ là cái này là kiểu cái đồ hoàn hảo mà mình chơi trong cái màn chơi đấy. Mình nghi là như vậy. Nếu anh em biết cái này là tại sao nó hiện lên bốn cái ký tự này là nói thì mình biết với nhau. Được rồi, mình sẽ chơi màn tiếp. Một bài khá là đây. Let's go. Tôi chưa thấy bài nào giữa trong mấy bài nhạc tôi nãy giờ tôi nghe có 3-4 bài. 3 bài à? Ok. Chắc những màn sau này sẽ là cực kỳ khó đây. Những màn đầu thì kiểu hình xác người chơi một xíu thôi. Đoạn cao này wow fuck wow bắt đầu thấy hơi ngột thở rồi á. Hết rồi à? Đến thế. Cần một bài nào đó khó hơn xí. Rồi, hiểu rồi. Trời ơi, thì ra là những cái mức đấy là những mức cần thiết để chúng ta có thể mở ra màn chơi boss. Oh my man, that's good. Danimal Cannon. Long live the new fresh. Ok man, let's go. Đây mới là màn boss này. Ồ, phê vai. Có đấy. Ôi. Vãi. Kinh. Ê, làm cái gì kìa? Oh no. À, hiểu rồi, kéo từ ngoài vào. Chết tôi. Kim. Fuck me, bro. Để tính tự tin chiến thắng. Wow. Hai tay luôn. Chơi vậy ai chơi? Không. Ô. Ui, bốn tay luôn. Rồi nát. Nát. Sắp xong rồi. Đi. Một hit nữa là 5 này. Wow. Rồi. Ui. Rồi. Sắp end rồi. Kim. Wow, khó vãi. Đây.
God, man. Đây là. Có điều thấy khó nữa. My God. Rồi. Oh my God. Tin đấy. Wow. That's cool. Yes. Quá ảo, quá tuyệt vời rồi ạ. Bot, trời ơi màn bot hay dữ ha. Đây đây đây, đi đâu? It's over. Huh? It's over. Damn. Sao? Bây giờ là chúng ta chuyển qua một gọi là một bối cảnh khác à? Sẽ rất là hay nếu mà mình nếu mà trong game này còn nhiều bài nhạc mà theo giai điệu khác nữa nhỉ. Wow. What? Thế có vẻ bí ẩn. Mở những bài hát mới. Ok. Trời, càng nhiều nhạc càng tốt trong cái tựa game này. Wait, what? Tôi đang xem cái gì này? Ê, 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 ê. Ê. The hell? The chef and beat. Oh. Mình đang xem một cái đoạn gì đấy khá là khá là vui nhỉ. What? Không có chi. Oh. Đấy, ý mình là như này đây. Ý mình là ban đầu là những bài nhạc ban đầu ấy. Mấy đầu á nó có nhịp điệu rất là cao phải không? Và nhịp rất là nhanh. Bây giờ chúng ta qua một giai điệu mới, nhịp điệu nhẹ lại và nhạc nghe rất là êm. Wow, thực sự là một cái game rất là hay đấy. Mình thấy khá là nhiều cái rất là tuyệt vời để chơi tiếp trong cái tựa game này. Được rồi thì hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo sớm thôi của The Ship and Beat. Bây giờ thì xin chào và chúc ngày tốt lành. Bye bye.